Xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái bộ gioăng đại tu này, lọc dầu này, bạc biên ba lê này, xét măng của con Forager. Con này nó là đời từ 2005 đến 2008 nhé. Đấy, ký hiệu máy con là VKL. Đây mình gọi là VKL này. Cái đọc VKL cái là ra ký hiệu máy. Thì cái bộ gioăng này, đây gọi là bộ gioăng đại tu nhưng nó đầy đủ ý. Gần như là không thiếu một chi tiết gì trong một cái động cơ, trừ ví dụ những cái gioăng kim phun các thứ này là trong này nó sẽ không có. Phớt này, nó có, gồm có phớt đầu cơ, đấy, đầu cam, đuôi cơ. Đấy, con này một bộ nó gồm 4 cái phớt nhé. Gioăng đầy đủ nhé, gioăng cổ xả này. Gioăng cổ xả toàn bộ cái này gioăng thép hết. Con này là gioăng cổ hút này. Con này là cái gioăng ở cái hàn nhiệt này, hoặc là cái để nó thoát nhiệt đấy. Đây là gioăng quy lát này, gioăng thép này. Con này nó có cả gioăng bơm nước này, gioăng cổ nước này, phớt gít này. Đây nó là gioăng này, là gioăng trên nắp giàn cò. Gioăng nó ở trên cái lắp ấy, toàn bộ nó có bao nhiêu cái chân ốc để nó bắt, nó giữ nắp giàn cò nó có hết. Con này nó có cả gioăng của cái van hàng nhiệt này, gioăng nắp giàn cò này. Đấy, một bộ gioăng đại tu đấy. Đấy, luôn. Cái thứ chi tiết gì mua bộ gioăng đại tu này để cứ yên tâm. Nếu mà mua rời những cái này, nó mới là những cái chi tiết rời này, nó mới là khó. Còn đây là bộ bạc biên ba lê. Thực ra dòng này là mình dùng cái bạc biên của cái dòng tai hô này là dùng là rất chuẩn rồi đấy. Riêng bạc thằng tai hô này, tai hô này từ trước giờ là cái dòng tai hô này nó rất có tiếng, cái thương hiệu ấy. Đây là lọc dầu, lọc dầu của hãng thằng này Motocat nhé, lọc dầu chuẩn của nó đấy, chuẩn của Forager luôn, Motocat. Cái lọc dầu này chuẩn hay không là nó ở cái chất lượng cái gioăng này, gioăng này chuẩn là nó không bao giờ nó bị dò dầu đâu. Còn gioăng mà không chuẩn là nó hay bị chảy dầu qua cái gioăng này lắm. Đây xét măng, một bộ xét măng đầy đủ này. Xét măng đầy đủ nó phân ra 3 loại. Tức là nó sẽ có một gọng trên là gọng thép này. Thứ hai này, chrome này. Thứ ba là xét măng dầu. Mình vừa giới thiệu xong một vài chi tiết nó thuộc về động cơ của con xe Forager. Này, các bạn yêu thích sửa chữa hoặc là có thể là nếu mà tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này thì liên hệ mình qua số điện thoại nhé, mình để trên góc màn hình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.